Hôm nay em đem xe lôi để chở gạch về để xây lò mắm mới. Lò mắm của Nhiều xin chào cả nhà. Cả nhà muốn biết em chở gạch như thế nào và nhiều cỡ nào thì hãy xem hết video nhé. Nhà tôi bán mắm lâu đời rồi, ngâm dưa bằng nước mắm nấu từ cá sặc, cá linh, tử ủ. Ngâm cùng đường mía sẽ ngon hơn, màu đỏ đậm chứ không có cam nhạt nhẽo như vậy. Và em xin cảm ơn cái bình luận của bạn đã cho em thêm một cái sự hiểu biết nữa. Chuyện là hôm qua em có làm một cái clip nói về cái lý do mà miếng dưa bị đen lại. Và mọi người có thói quen là tìm mua miếng dưa mắm màu đen, màu sậm. Và em không ngờ trong một thời gian ngắn, clip đó đã lên xu hướng đạt mấy trăm ngàn lượt xem. Và dĩ nhiên là em đã nhận không ít gạch đá. Chắc có thể là lấy xe chở về để mà sửa lại cái lò mắm của em chắc cũng được luôn. Có bạn thì nói dưa mắm màu đen, màu sậm thì mới ngon, mới là thấm mắm. Còn có bạn thì nói có thể là làm thêm xì dầu vô là dưa mắm nó cũng trở thành màu đen. Chứ không nhất thiết là dưa mắm bị cũ mới là màu đen. Nói chung là rất là nhiều ý kiến trái chiều nhau luôn. Thì bạn không có sai và mình cũng không có sai. Chẳng qua là những gì mình nói thì bạn chưa có biết, và những gì bạn nói thì mình cũng chưa có biết, nên thành ra nó mới có sự mâu thuẫn. Và em cũng nhấn mạnh một lần nữa là em làm những cái clip về mắm là làm trong giới hạn kiến thức của em, làm theo những gì em biết và bán cái sản phẩm mình tự làm ra. Thế nên á, không có thể nào mà nó giống cái miếng dưa của người khác được. Và thật sự mà nói, có rất nhiều cách để làm thành miếng dưa mắm. Và mỗi cách làm khác nhau sẽ cho ra một cái miếng dưa mắm mùi vị khác nhau. Và mình sẽ học hỏi thêm cái cách làm dưa mắm của bạn nè. Và cũng mong cái miếng dưa mắm của mình sẽ được cả nhà chấp nhận và luôn ủng hộ là mắm cô Nhiều cả nhà nhé. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều.